Thưa quý vị, Indonesia, quốc gia chiếm hơn 1/3 lượng dầu thực vật xuất khẩu toàn cầu, đã cấm xuất khẩu dầu ăn. Không còn lựa chọn khác, người tiêu dùng trên toàn thế giới đang phải trả giá cao cho thực phẩm này bởi không có nguồn cung thay thế. Dầu đậu nành bị ảnh hưởng của hạn hán ở Nam Mỹ, dầu hạt cải bị mất mùa ở Canada và dầu hướng dương chịu áp lực từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Câu chuyện thế giới lâm vào khủng hoảng thiếu dầu ăn nghiêm trọng sẽ có trong phần tin tài chính thị trường thế giới. Trước hết là những tin tức cập nhật trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan, thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức. Hàng quý có báo cáo đánh giá kết quả chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng. Cần hoàn thiện pháp lý trong phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia đề cập trong hội thảo góp ý sửa đổi luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, hiện thị trường bất động sản Việt Nam còn tồn tại nhiều khó khăn hạn chế, đó là chồng chéo, chi phối đan xen giữa các luật trong triển khai thực hiện dự án nhà ở và bất động sản, cơ chế, chính sách, trong đó có việc đầu tư nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ cũng còn nhiều bất cập. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc là 27m² sàn một người và một số mục tiêu chiến lược khác, thì nhu cầu sửa các luật liên quan, mà cụ thể là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, đang trở nên cấp bách. Việc sửa đổi hai luật này cần đồng bộ và dựa trên luật xây dựng để tránh tình trạng chồng chéo giữa các luật, gây khó khăn, cản trở cho thị trường bất động sản. Hiện 90% các doanh nghiệp logistics đang hoạt động là doanh nghiệp Việt Nam, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, chỉ chiếm khoảng 30% thị phần, còn lại thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics là yếu tố tiên quyết để phát triển ngành dịch vụ này. Thưa quý vị, đó là nội dung được đề cập tại hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics do Bộ Công Thương tổ chức. Bàn về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, các đại biểu cho rằng kiến tạo hệ sinh thái logistics bền vững là năng lực cạnh tranh hiệu quả nhất. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong 2 năm trở lại đây, tạo đà bứt phá cho ngành giao vận logistics. Tuy nhiên, các doanh nghiệp logistics cũng đang phải đối mặt với các thách thức lớn. Yêu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao. Khách hàng luôn luôn mong muốn là một cái đơn hàng được giao trong cái thời gian nhanh nhất, nhưng mà với cái chi phí lại rẻ nhất, cũng như là chất lượng thì luôn luôn phải tăng cao. Đó là thách thức thứ nhất. Cái thách thức thứ hai chúng tôi có thể nhìn được, ra được là về mặt áp dụng công nghệ trong cái vận hành nó chưa đồng đều, cũng như là chưa có phát triển được tốt. Và cái thứ ba nữa là những cái biến động ở trên thế giới cũng như là trong nước. Ngành dịch vụ logistics là ngành dịch vụ quan trọng đối với nền kinh tế và Việt Nam được đánh giá là có thế mạnh về địa kinh tế rất thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ logistics. Do đó, khắc phục được những yếu điểm hiện tại đi kèm với chuyển đổi số sẽ giúp ngành này bứt phá. Cái mà chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh đó chính là phải làm sao để phát triển được các trung tâm logistics với đúng nghĩa, có tính kết nối cao với các loại hình logistics. Đây là cái yếu của logistics Việt Nam mà các doanh nghiệp đang phải hướng tới. Cái thứ hai, đó là cái nền tảng chuyển đổi số và công nghệ thông tin cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong cái môi trường, trong cái điều kiện hiện nay. Các ý kiến cũng cho rằng các xu thế của thị trường logistics mang đến nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Do đó, nhiều doanh nghiệp đề xuất Việt Nam cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào ngành logistics để nâng cao hiệu quả, tối ưu năng suất hoạt động và tiết kiệm chi phí vận hành cho doanh nghiệp, kết nối chặt chẽ giữa các đơn vị phát triển và vận hành logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động như đơn vị sản xuất, kho vận. Sau đây là một số thông tin giá cả thị trường. Giá heo hơi không tăng tại miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên, trong khi đó miền Nam tăng giá nhẹ nhưng không vượt quá 2.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Trà Vinh và Bạc Liêu tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức 57.000 đồng 1 kg.
Tại Kiên Giang, giá thu mua đạt mốc 56.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Còn hiện tại miền Bắc, giá dao động trong khoảng 53 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, dao động trong khoảng 54 đến 57.000 đồng 1 kg. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1,7 triệu đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do bình quân 4 tháng đầu năm, giá xăng dầu và ga tăng cao so với cùng kỳ, tác động làm CPI tăng. Tổng cục Thống kê cũng cho biết lạm phát cơ bản 4 tháng đầu năm tăng 0,97% so với cùng kỳ, thấp hơn mức CPI bình quân chung tăng 2,1%. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng, chủ yếu do giá lương thực thực phẩm và giá xăng dầu. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 1 năm 2022 giảm 24,17% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong quý 1 năm 2022, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt gần 31.000 tỷ đồng, chiếm 78% tổng giá trị phát hành. Nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng đạt trên 17,2 ngàn tỷ đồng, chiếm 43%. Nhóm doanh nghiệp ngành xây dựng đứng ở vị trí thứ hai với giá trị vốn huy động đạt 8,3 ngàn tỷ đồng. Tiếp theo là phần tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, Indonesia đã bắt đầu áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ trong bối cảnh nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu ăn và giá cả leo thang. Theo Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia, lệnh cấm trên sẽ áp dụng đối với toàn bộ các sản phẩm, bao gồm dầu cọ thô và các loại hạt có dầu, chứ không phải chỉ riêng dầu ăn như thông báo trước đó. Lý giải về quyết định trên, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, động thái này sẽ giúp đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân. Theo Tổng thống Widodo, mặc dù lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ sẽ tác động đến năng suất thu hoạch của nông dân trong ngắn hạn, nhưng sẽ giúp ưu tiên đáp ứng nguồn cung trong nước. Chính phủ cũng khẳng định sẽ dỡ bỏ lệnh cấm này nếu nhu cầu trong nước được đảm bảo. Indonesia sản xuất khoảng 60% lượng dầu cọ trên toàn thế giới, trong đó hơn 30% sản lượng là tiêu thụ ở thị trường trong nước. Trong những tuần qua, giá dầu thực vật tại Indonesia nằm trong số những mặt hàng có mức tăng giá kỷ lục. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở đầu bản tin, dầu ăn khan hiếm đang gây hoảng loạn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người tiêu dùng phải trả giá cao hơn cho mặt hàng thiết yếu này. Doanh nghiệp lao đao vì thiếu nguồn cung sản xuất. Tình trạng thiếu hụt này cũng có thể khiến diễn cảnh thiếu lương thực ngày càng trầm trọng hơn. Gần 2 tháng qua, nhà hàng Tarihi Balika ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ nguyên giá các món chiên, rán. Thế nhưng nhà hàng cũng chỉ cầm cự được đến đầu tháng 4 này bởi giá dầu ăn dùng để nấu nướng đã tăng gần 4 lần. Hậu quả là giờ đây, ngay cả một số khách hàng lâu năm cũng không còn đến đây thường xuyên nữa. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, khách hàng không còn mặn mà với món bánh mì cá nữa. Những năm trước, dù giá có tăng, nhưng họ vẫn mua. Năm nay thì họ không thể mua nổi. Tại châu Âu, dầu ăn cũng ngày càng khan hiếm. Giá cả cũng đã tăng khoảng 2-3 lần, khiến gánh nặng chi phí lên doanh nghiệp và người tiêu dùng càng lớn hơn. Một năm trước, chúng tôi có thể mua dầu với giá chỉ 0,8 euro trên 1 lít, nhưng giờ đã lên tới 2,6 euro. Bây giờ mọi thứ thật quá khó khăn. Giá dầu ăn toàn cầu đã tăng lên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vì nhiều lý do, từ thu hoạch kém ở Nam Mỹ đến tình trạng thiếu lao động và nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học. Đặc biệt, tình trạng trở nên trầm trọng hơn từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nga và Ukraine chiếm 75% xuất khẩu dầu hướng dương trên toàn cầu. Rất nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu ăn của hai nước này. Tình trạng khan hiếm dầu ăn cũng tương tự với tình hình lương thực trên thế giới. Giá dầu thực vật đã tăng hơn 40% trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Xu hướng tăng giá đã hiện hữu từ trước, nhưng xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, giá dầu thực vật đã ở mức cao kỷ lục vào tháng 2, tăng thêm 23% vào tháng 3, trung bình 1.957 USD một tấn. Giá dầu cọ đã tăng 200% và dự báo sẽ cao hơn nữa sau lệnh cấm xuất khẩu của Indonesia. Gián đoạn nguồn cung dầu thực vật ở châu Âu dẫn tới thiếu hụt dầu ăn tại Ấn Độ.
Do đó, nhu cầu dầu ăn tại Indonesia cũng tăng đột biến, đẩy giá tăng theo. Thiếu hụt nguồn cung lương thực toàn cầu đang trở thành nỗi ám ảnh đối với các quốc gia trên thế giới. Những người nghèo sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khủng hoảng thiếu hụt dầu ăn đang góp phần làm nghiêm trọng thêm lạm phát thực phẩm, vốn đang cao kỷ lục trên toàn cầu. Trong đó, các nước đang phát triển, phụ thuộc vào dầu cọ giá rẻ như Ấn Độ, Pakistan hay khu vực Trung Đông có thể là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.